Vâng, xin kính chào toàn thể quý khách. Hiện tại bây giờ là buổi sáng ngày 23/8/2022. Bên em đang có mặt tại nhà cô chú Phi Luyến ở Phật Tích Tiên Du, Bắc Linh để bàn giao một bộ Lam Viên, Lam Viên Phật Tích Tiên Du Bắc Linh. Đấy, bộ bàn giao bộ Âu Á trương voi và một kệ TV đầu tiền lõm giữa, tất cả được làm từ chất liệu gỗ sồi Nga. Thì ngay sau đây em sẽ đi vào đường nét chi tiết cho quý khách nào mà đang muốn sở hữu bộ sản phẩm này thì bỏ một chút thời gian ra thôi. Đấy, em sẽ quay cận cảnh luôn cho quý khách tham khảo bộ sản phẩm chất liệu gỗ sồi Nga nó như thế nào nhé quý khách nhé. Đấy, đầu tiên là trước cái đoạn này, cái đoạn đầu trương voi chất liệu gỗ sồi Nga, hàng một lá nhé quý khách nhé. Hàng một lá trương voi gỗ sồi Nga. Thì bộ sản phẩm này em đang có giá công khai là 17 triệu nhé, bộ ghế là 17 triệu. Đấy, cái đoạn là dài 2m40, cao là 1m1 và sâu là sâu 63 phân, có 8 chân bế nhỉ, này 2 4 này 6 này. Đấy, đằng trước 4, đằng sau 4 là 8. Đấy, trước bàn là mặt bàn đục chống đồng đông sơn, có hai ngăn kéo sử dụng này, rộng 70 dài 1m40, đun kẹp là 40 x 70, và đun ngồi 40 x 40, ghế đơn là 95, sâu 63 là cao 1m10, cao 1m1. Bán một lá hết được quý khách nhá, một lá. Một sản phẩm này em đang báo giá công khai là 17 triệu. 17 triệu nhá quý khách nhá. Kệ TV là 2m4. Kệ TV 2m4. Kệ TV 2m4 ở bên em đang báo giá công khai là 6 triệu nhá quý khách nhá, 6 triệu. Nếu mà 2m2 là 5 triệu rưỡi. Có 6 ngăn kéo sử dụng này, 1 2 3 4 5 6 ở giữa. Thực ra nó có 8 ngăn kéo sử dụng cơ. 8 ngăn kéo sử dụng. 8 ngăn kéo sử dụng và 3 ô đủ. Tao và các quý khách để đồ luôn. Thì cả bộ sản phẩm này bên em đang báo giá công khai là 22 triệu 500, 22 triệu 500 nha quý khách nhá. Đấy, muốn mua lẻ thì là bộ ghế 17 triệu, kệ tivi là 6 triệu, kệ tivi 2m4 nha quý khách nhá, 2m2 thì là 5 triệu rưỡi. Đâu quá sồi Nga trương voi nha quý khách, trương voi vách quý quý, còn có cả trương cuốn thư. Trương cuốn thư thì rẻ hơn 500, 16 triệu 500. Bộ này là trương voi thì em bán là 17 triệu. Đấy, khách có thể dừng video lại 5 giây. 0981888083 em sẽ giao hàng tận nhà cho quý khách, kiểm tra hàng đúng như chất lượng quảng cáo thì mới thanh toán nhé quý khách nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.